nhà nha. Hôm nay Cường lại đi săn ong gừng tiếp tục cả nhà ơi. Hôm nay thì Cường đi vòng vòng khu vực nhà, tại vì có công chuyện cho nên là Cường đi trễ cả nhà. Hôm nay thì đi chung với Cường thì nhân vật này thì đi bắt chuột không à, nay dẫn cho đi bắt ong bữa. Chào cả nhà. Hello cả nhà. Thì bữa nay mình ở không nên cũng đi theo anh hai mình đi hút ong chơi nha cả nhà. Sáng sớm hai anh em mở hàng ngay được ong nữa nha. Ong đực. Chiếu. Cục mặt coi nè. Màu đỏ tươi nha, ong đực nha nha. Thì cũng chưa kiếm được ổ ong cái, tại vì Cường thấy nó đi ăn bông á, cho nên là đi guồng nó mới ra được ổ ong đực nha cả nhà. Ổ nhỏ xíu à. Không mà còn không biết cái ổ ong cái thì nó nằm có gần đây không hay là nó chỉ đóng ổ ong đực thôi thì cũng chưa biết nha cả nhà. Ổ này chắc cỡ nửa xị à. Cái bịch 10 kg đựng vô cục mặt ong nhìn thấy mắc cười thiệt chứ. Đi chưa nắng quá trời nắng cả nhà ơi, mệt. Chắc này cũng vẫn chưa rồi, mà cấp này trời cũng nắng gắt dữ lắm gắt. Anh em nói Cường cấp này sao thấy mập quá, đâu có mập hung đâu nghe cả nhà. Hổm thì nó 57 kg mà giờ nó muốn gần 70 chứ đâu có mập đâu. Cũng không mập mấy, cũng mập xương xương nhẹ nhẹ nghe chứ không có lên mấy đâu, tầm khoảng chục ký. Ăn ở không với cái mập. Nắng. Vừa nhóc mà không thấy uống đi cưng. Vừa có ông nội nay á. Có gì chối lại anh hai không biết gì nghe, anh em mình lúc đó từ lúc đó là không có còn liên quan tới nhau nha. Vậy không bà con. Thì thôi nó chơi gây vui nghe cả nhà. Thì cô gì nào có nhu cầu xài mặt ong nguyên chất thì cứ liên hệ với Cường. Nó vậy nè cả nhà thấy rồi đó. Số điện thoại Cường để góc trái màn hình nha cả nhà. Thôi để Cường đi gán đi kiếm, tranh thủ đi kiếm cả nhà để không chụp chiều. Đây cả nhà ơi. Vô tới trong đây thì Cường tiếp tục thấy thêm một cái ong nữa nghe cả nhà. Ổ này nó đóng trên cây cốc mà nó không có phì cả nhà ơi. Nó đóng ôm thân mà nó ổ ong nhịp lép à. Nó cây kẹo quá chừng bự hơn cái nửa cầm tay Cường chút mà nghe cả nhà. Mà ổ ong lớn, đóng kẹo gì đâu mà dở thiệt chứ. Thấy nó cũng no no nhẹ nhẹ mà chắc không nhiều đâu cả nhà. Dữ lắm là 3 xị lít mật là dữ lắm nghe cả nhà. Nó cả nhà thấy không? Nhìn đã ghê á. Ổ này đóng được cây kẹo lớn mà nó kẹo đứng như vậy nữa là mật nhiều lắm á cả nhà. Bảo đảm luôn. Nhưng mà kèo nhỏ như vậy thì thua, cái bản mặt nó không có được bề ngang á, nó chỉ được cái bề vuốt thôi chứ nó không có phì ra cả nhà. Rồi thì để Cường quàm gọi leo lên nha cả nhà, chứ trời nắng với lại gió quá trời không dám bắt bằng cái đua sư dừa. Đó, khói gà mù mịt luôn á. Để leo nhẹ nhẹ lên lấy ganh đi diện cho cả nhà xem. Cái này lên chưa tới chắc có bay hết. Quay ông cả nhà xem. Ổ ong khá là đã luôn đó nha. Trời còn thấy nó chám dôi luôn rồi. Nè cả nhà. Thấy nó chám dôi lú lú rồi luôn rồi kìa, mà không biết bự không. Nó đóng núp vô cái tàu lá dừa gác ngang á, cái nó bợ vô luôn. Hết sức luôn. Đã ghê cái nhà ông lớn. Bên đây thì cũng thấy ghê lắm nè. Bự. Trời ơi, đầu mặt thấy chám vô vậy. Thứ nào chịu nổi thứ này. Oh,
thì gọi nó hơi cháy cho nên Cường à. Bóp thì gọi lại. Ôi ôi nó đã cả nhà ơi. Vô mánh nè. Ra không có giò luôn rồi. Nhánh cốc này nhỏ quá không có thể đứng. Ôi ôi con mập. Ngon. Đây còn quay cả nhà xem nè. Quá đã luôn cả nhà ơi. Cả lít lít rưỡi vẫn lít rưỡi được á. Đây nè cả nhà. Ôi ôi. Thứ gì chịu nổi không mặc coi nè. Không nó kéo gần đụng thân luôn. Quá trời khói à. Khói nó đưa vô Cường không ở không nổi luôn á. À, đây nè cả nhà. Quá đã luôn cả nhà ơi. Thứ gì chịu nổi thứ này. Cả nhà thấy sướng ghê chưa. Ôi ôi nó đã rồi nè. Hết biết rồi mặt luôn rồi. Chám vôi màu đỏ tươi luôn. Không có phấn hoa luôn nha cả nhà. Có mà ít xịu à. Trong đây chám nè. Ở ngoài đây nó làm như nó mới ăn rồi nó mới đắp lại nha cả nhà. Quá ngon luôn. Nó thì cô gì nào có nhu cầu xài mật ong thì cứ liên hệ Cường nha. Số điện thoại Cường để góc trái màn hình đầu video nha cả nhà. Mật ong thì cả nhà thấy Cường quay rồi đó. Quá đã luôn. Tê tái luôn. Rồi Cường cắt mật nha. Hôm nay Cường chỉ sửa thẳng đứng vậy thôi nghe cả nhà. Cho nó ôm thân. Không có phấn hoa luôn dễ. Đã. Ồ con mặt này hay chứ có 2 lít đó cả nhà. Ừ nó bự nè. Bịch này trồng cũng vừa luôn rồi. Bọc này bọc 10kg á cả nhà. Trồng không vừa luôn. Ổ này nó vừa cứng sáp là ngon luôn. Không có già quá mà cũng không có non quá. Ổ này mình gửi nguyên cục đi nó ít có thể bị bể hơn nè. Trời ơi 2 lít mật. Vậy mà nãy Cường nói có lít rưỡi nữa nha. Thật sự 2 lít. Hai lít mật cứ ngắt luôn. Cạo cạo cái kèo đặng cho ông này nó ôm thân á. Nó kéo lên được nó kéo. Ôm thân thường thường thì nó sẽ vuốt ngược trở lại nha. Quá tay cục mặt này đã luôn rồi. Tính đầu cả lít nào nhờ 2 lít. Thấy không phì với dân.
cái cây này thấp cho nên còn không có đem tứ quải. Ôi ôi nó đã cả nhà ơi. Quá sướng quá sướng. Bữa nay Cường vô mánh này. Cả nhà coi một mặt nè, nó bịch 10kg mà còn đựng không hết luôn. Nó giòn luôn á. Coi đã coi nè cả nhà. Màu đỏ. Quá sướng luôn cả nhà ơi, này quá đã rồi. Rồi thì thôi để Cường tạm ngưng video nha. Rồi để Cường đi kiếm có nữa hay gì đó Cường sẽ quay tiếp cho cả nhà xem. Thì trước mắt Cường cũng xin cảm ơn cả nhà đã xem clip nha. Đây cả nhà ơi, Cường tiếp tục bắt thêm một tổ ong nữa nghe cả nhà. Tổ này mini à. Ổ nhỏ nghe nha, mà đóng trên cây gòn này cái thết thế cây gòn luôn. Cả nhà thấy không, nó đóng dựa thân á. Ổ này chắc cũng khoảng 6 7 tấc nghe cả nhà. Có cái cây nhỏ Cường bước lên là tới cái ổ ong luôn. Tại vì cây này nó bự lắm, leo không có được nghe cả nhà. Mà hên có cái cây nhỏ. Đó. Thôi lôi luôn nghe cả nhà. Bông gòn nó đổ hết rồi cả nhà ơi. Mãi bữa hổm nó đóng ngay cái đợt mà bông gòn nó đổ nhiều á là lúa quớ mặt ngon luôn á. Nó cả nhà. Cường mới vừa bị con nhện nhện này nó cắn không biết có sao không nữa. Đây nè cả nhà. Nè, con này không biết nhện nhện gì nữa. Nó mới cắn Cường cái nè. Nhức cả nhà ơi, cắn vô cái tay mà không có dấu ra máu gì trơn, của nó đu trong cái camera còn không thấy, còn thọt tay còn lấy cái nó cắn gần. Màu thấy ghê quá nè, không biết sao đây. Tự nhiên cắn thấy tay chân rung dữ ta. Cắn ngay cái tay nữa nha. Ngay ngón tay này nè mà nó không có ra máu ra gì chân nha. Hơi tê tê mà nhức nhức. Thầy ơi. Sao tay rung dữ không? Yeah. Rung rung cái lá luôn nè. Hả? Chiếc này phải lên mà. Google trao á cả nhà. Không ổn rồi, không ổn rồi. Thôi thả đi. Dù sao phải cắn thì cũng cắn rồi chứ biết sao giờ. Tới đầu tới chứ có biết con này con nhện nhện này có độc nhiều hay không nữa. Cường chui vô tới gốc cây rồi cả nhà ơi. Mồi gọi leo lên luôn. Tại cây này chống lỏng ở trên đọt à. Ở dưới gốc thì tối ôm vậy nè. Thấy cái đầu mặt nó no nhẹ nhẹ cũng đỡ đỡ nè. Thôi là có con nhỏ không? Có con nhỏ là cũng thua luôn. Ơi tới luôn cả nhà ơi. Lên tới đây thấy nó phì cũng đỡ sức nè. Cả nhà thấy chưa? Thấy nó cũng no no. Quá tay gió rồi. Đưa khối vô cái này nha. Khối vô cái mới được. Ông này mới về luôn. Cây bự cái ghê không?
rồi tới cái nhánh thông ong này nghe cả nhà. Đây để con coi cái đầu mặt này. Ôi ôi đầu mặt quá ngon luôn rồi. Ôi đây cửa quay cái mặt cho cả nhà xem. Ổ này mới về khoảng 10 ngày nghe cả nhà. Mặt nó nè. Quá ngon luôn. Không có thế. Tối gì mù mịt cái dân luôn rồi. Để con máng thì gọi lên cái mới được. Mới quay cái cục mặt cho cái nhà xem rõ được. Này cái nhà. Ổ này về khoảng 10 ngày nghe cái nhà, nó chưa có nở con. Cái ổ nó còn sống trắng tươi à. Mặt này chắc cũng nó rơi vào khoảng gần 3 xị mặt. Cũng được rồi, mặt màu nó tươi luôn. Phấn cũng ít nữa cái nhà, cấp này phấn hoa nó không có nhiều. Cái nhà thấy chưa? Quá đã luôn. Ổ này còn sửa cái thế nào nó kéo cũng đụng cái thân cây chóng rồi. Ủa cục ké ngon, lấy cục ké luôn. Cấp này ké ít cho nên là nói chung là Cường lấy về còn cho mấy chú mấy bác trồng vòng sớm. Chứ ba cái phấn hoa thì gửi đi xa không được, nó qua đêm nó sẽ hư nha cả nhà. Thôi cũng ít từ cái nhà, không có nhiều. Phấn hoa nè. Ổ tơ này còn sửa nhẹ nhẹ tay nha cả nhà, cho nó kéo không. Rồi ba xe mập cứ ngắt luôn. Nói chung là thời điểm hiện tại này mà một ổ ba xe mập là chùm luôn á, kiếm cũng không ra. Khói nó cháy quá cả nhà. Mày chắc cần luyện xuống luôn quá. Luyện xuống luôn đi, leo xuống cho nó dễ. Chứ nó cháy quá. Cái cây này nói chung cũng dễ leo cả nhà, cực kỳ dễ luôn, tại nó có cây nhỏ nè. Trời ơi khỏe. Cái này gọi là nhẹ nhàng tình cảm luôn nè. Thank you.
là ngon lành nè chú. Được cũng ít mật cái này, xíu mật à. Nó gió quá trời gió lên nó không giữ khói được nghe nha, lửa không à. Còn phấn pha cái này để mà cùng gọt ra nha. Rồi thì Cường cũng xin tạm dừng video nha, để về nhà Cường cân thử nó được mấy bao nhiêu nha cả nhà. Về tới nhà luôn nha cả nhà. Thì đi được nửa buổi. Phong đói bụng ăn cơm kìa. Sáng giờ mấy anh em đi đâu có ăn gì đâu. Thì đây cục mật mà Cường bắt ổ cây gòn với lại cái ổ cục mật nhỏ xíu đầu tiên cả nhà. Với một gốc tư cục mật bự mà Cường bắt cây cốc trong đây nè. Cục mật cây cốc bự quá thành ra Cường cắt ra rồi bỏ vô chung luôn. Thì để Cường cân cho cả nhà xem. Là 2kg lô mốt nha cả nhà. Chỗ Cường nhạc sống hơi ồn nha cả nhà, chiếu Cường chèn nhạc vô thêm. Nó cả nhà thấy không, màu rất là đẹp luôn. Là trong đây là hai ổ nha cả nhà, hai ổ, ổ nhỏ với ổ cây gòn với lại một khúc ổ cây cốc. Là tại ổ cây cốc bự quá Cường cắt ra, còn ổ cây cốc đây nè, Cường nãy Cường cắt xốp hết cái đầu nữa nè, tại vì mới bỏ vừa vô cái bịch. Rồi bỏ anh cân không, để thử ra được nhiêu. Ôi ôi 3kg, 3kg mốt, trừ bịch bọng kia ra cũng còn 3kg ha. Với cái này 2kg nữa là 5kg. Anh em đi có nửa ngày nghe cả nhà. Đi hồi lúc 9 giờ, 9 giờ đi mà chắc này mới có 1 giờ về rồi. Là tính ra cũng có nửa ngày, hơn nửa ngày một chút. Đó thì thôi thì cũng được nhiêu đây nghe cả nhà. Thì cô gì nào có nhu cầu xài mật ong thì cứ liên hệ cho Cường. Thì Cường sẽ đảm bảo mật ong nguyên chất 100% cho cả nhà nha. Mật như vậy nè cả nhà thấy rồi đó. Ong nó nghe mùi nó bay vô quá trời luôn nha, nó nghe mùi mật nó bay vô kìa. Nhà cờ lúc nào cũng có ong nhưng ô ăn cơm mà về shop tôi cơm đi ta. Dạ, ăn đi bà cái nhà ăn miếng nha. Một quá nhà thì thôi Cường cũng xin kết thúc clip nha. Rồi bye bye cả nhà nha, chào cả nhà luôn không ơi. Bye bye cả nhà. Rồi bye bye cả nhà.